Một bài viết mới đây của BB Trần khi anh tố một người bạn thân tên T đã sàm sỡ anh cùng với những nam diễn viên khác. Nhưng sự thật câu chuyện này là như thế nào mà đã khiến cho những người xem khi đọc được phải bật khóc và bật cười? BB Trần luôn là người mang đến tiếng cười cho fan lẫn cư dân mạng với vô số tình huống dở khóc dở cười mà chỉ có anh mới làm được. Mới ra nhất thì anh lại vừa cho biết mình bị sàm sỡ bởi một người bạn tên là T. Theo nam diễn viên kể lại thì người bạn của anh có những hành động kỳ quặc khi tiếp cận với các đồng nghiệp nam tại hậu trường các buổi làm việc. Anh chia sẻ như sau: mình có người bạn chơi cũng khá thân, mình không tiện nhắc tên ở đây nhưng mà mình sẽ dùng chữ cái thay thế là T. T xuất thân từ Bến Tre lên thành phố để làm diễn viên, cao 1m85, tuổi thì vừa tròn 42 nhưng lúc nào cũng khai gian là 31. Mặc dù là con trai rặt nhưng mà T có đam mê mãnh liệt với việc hóa thân vào các vai nữ. Chuyện sẽ không có gì cho đến khi mình phát hiện dạo gần đây khi đi quay cùng với các đồng nghiệp nam thì T đã dùng hình ảnh giả nữ để tiếp cận với họ. Ban đầu thì có chơi đùa, thả thính vu vơ, sau đó thì mình thấy T có những hành động kỳ quặc như là sờ soạng, ve vãn, thậm chí là bóp nắng, vo ve một số thứ khá là nhạy cảm mà mình rất ngại để nói ra như là ngực, mông, đùi, ghế đùi. Chưa dừng lại ở đó thì mấy ngày hôm nay mình có đi tập thể thao, hóc môn nam trỗi dậy nên nhìn rất là đàn ông và hấp dẫn. Từ đây thì mình thấy T bắt đầu có những biểu hiện lạ như là hay nhìn mình thay đồ, khi mình phát hiện thì T thản nhiên nói, có gì đâu đàn ông với nhau mà cần gì phải che. Còn mỗi lần thoại kịch bản thì T không nhìn mặt mà toàn nhìn mông mình. Có lần T đi ngang qua còn vung tay vỗ mông mình và nói, nãy nha, nãy nha. Ngay sau khi BB Trần đưa ra loạt dữ liệu quan trọng thì cư dân mạng đã tìm ra nhân vật có T. Đó là không ai khác chính là Hải Triều, người bạn thân lâu năm của nam diễn viên. Tuy nhiên thì đây chỉ là màn tấu hài của BB Trần nhằm troll bạn của mình. Trước đó thì anh cũng liên tục mang bạn thân ra để chế ảnh, trêu chọc với vô số tình huống dở khóc dở cười trên mạng xã hội. Bên cạnh những trận cười no nê thì nhiều người cũng đã cảm thương cho Hải Triều bởi anh luôn là nạn nhân bất đắc dĩ của BB Trần. Và chúng mình là SNews, mọi người đừng quên like, share cũng như đăng ký kênh để cập nhật tin tức mới có trong ngày. Xin chào và hẹn gặp lại!